Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Nếu như bạn nào vừa mới ghé qua đây thì xin tự giới thiệu với mọi người, mình tên là Trinh. Thường thì channel của mình sẽ tập trung vào các sản phẩm drugstore bình dân, giá cả cực kỳ hợp lý và phù hợp với tất cả các bạn học sinh sinh viên cũng như là tất cả mọi người. Video ngày hôm nay nghe từ cái tựa đề thì chắc là mọi người cũng sẽ đoán được là mình đang chuẩn bị swatch một em son đang siêu đình đám và nổi trội trong thời gian vừa qua. Em này là thuộc dòng Touch of Rose màu Silver Moon, là một cái dạng son kem lì, và cái màu này là mới ra gần đây nhất của Ophelia. Nếu mà mọi người chưa xem cái video mà mình swatch cũng như là những cái cảm nhận chia sẻ của mình sau khi sử dụng cái dòng son Touch of Rose này thì mình sẽ link ở đây cái video đó để mọi người có thể cùng tham khảo ha. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ swatch cái em Silver Moon thôi, và sau đó sẽ cho mọi người nghe cái cảm nghĩ của mình là cái chất son của em Silver Moon này nó có đồng đều với hai cái em cũ hay không. Nếu mà có thì mọi người hãy vào cái video cũ để mà xem cái cảm nhận của mình về chất son như thế nào ha. I'm in love with the shape of you. Pull like a magnet too. Now my heart is falling too. I'm in love with your body. Nhìn trên vỏ thì mình đoán đây là một cái màu kiểu Dusty Mauve, giống như là Trang có miêu tả qua. Và thực sự thì nó là một cái màu tông hồng, hơi Dusty, hơi Mauve một chút xíu. Đây là những cái tông mà mình cực kỳ thích luôn. Và cái tông này thì mọi người cũng rất là dễ dùng nữa, có thể dùng để đi tiệc cũng rất là tây, hoặc là mọi người dùng đi chơi hàng ngày cũng được. Đây là màu son sau khi mình lấy son có một lần thôi, thì mình thấy là chỉ cần một lần như vậy thì mọi người đã có thể đủ đi hết cái vòng môi của mình rồi. Và đối với những bạn mà thích kiểu đánh nhạc mà cute tự nhiên á, thì mình thấy là một lớp màu như thế này thôi là trông rất là xinh rồi, và mọi người có thể đi học hoặc là đi làm, thậm chí là đi chơi cũng rất là hợp luôn. Cảm nhận của mình thì chất son có thể nói là hoàn toàn đồng đều so với hai cái màu trước của Ophelia. Khi mà son lên trên môi thì cực kỳ nhẹ, không có cảm giác là dính môi hay là khó chịu một chút xíu nào hết luôn. Cái màu này nó kiểu nó dusty mauve nhưng mà nó kiểu sáng mà rất là trẻ trung á, chứ không phải là những cái tông màu trầm. Mình rất là thích những cái tông dusty mauve, nhưng mà những cái tông trầm thì sẽ làm cho mọi người trông dừ hơn một chút xíu. Nhưng mà em này thì hình như là có một xíu ánh đỏ ở trong này nữa, cho nên là nó làm cho cái màu dusty nhưng mà kiểu sáng hơn á. Mọi người có hiểu được mình đang nói gì không? Mình rất là dở trong việc diễn tả màu sắc nên là mình hãy thông cảm. Đây là ba màu son trong dòng Touch of Rose đứng kế bên nhau, thì mọi người có thể thấy là em Valentine là một cái em khác biệt hoàn toàn so với hai em còn lại, là một cái tông hồng pha tím rất là nổi bật. Còn em Hermosa thì tông đỏ gạch trầm hơn một chút xíu. Và cuối cùng là Silver Moon thì là một cái em tông hồng đất pha một chút xíu đỏ, cực kỳ nhẹ nhàng và dễ thương luôn, không quá đậm nhưng mà cũng không quá nhạt, đủ để làm bạn có thể nổi bật hơn trong đám đông rồi. Bây giờ mình sẽ thử mix hai cái màu kia đè lên trên màu Silver Moon để xem là nó ra cái tông màu nào nhé. Trang đã làm cái việc này khi mà bạn ấy cho ra đời cái màu Hermosa và màu Valentine, và bạn mix hai cái màu lại với nhau thì mình thấy ra một cái màu rất là đẹp. Cho nên lần này thì mình cũng mạo muội muốn làm thử để xem là nó ra cái màu gì. Đây là màu Hermosa và bây giờ mình sẽ chồng lên trên cái màu Silver Moon lúc nãy. Thì mọi người thấy là sau khi chồng cái màu Hermosa lên thì bây giờ cái màu nó đã chuyển sang màu đỏ hơn một chút xíu. Nó làm giảm cái tông hồng của Silver Moon xuống, nhưng mà đồng thời nó làm cho cái tông đỏ gạch nó nổi bật lên. Thì mình không biết chính xác cái màu này gọi là màu đỏ cam hay là hồng gạch hay là hồng đất nữa. Tiếp theo sẽ là sự pha trộn giữa Silver Moon và Valentine. Màu này kết hợp với nhau thì mọi người thấy là nó sẽ làm cho cái
tông hồng của Valentine dịu xuống, nó không còn quá là rực rỡ như là ban đầu nữa. Và nhờ có cái tông đất của Silver Moon thì nó làm cho cái lớp son hòa quyện giữa hai màu này với nhau, thì nó lại ra một cái tông hồng rất là trầm. Và thật sự thì mình cũng rất là thích cái màu này. Không biết diễn tả cái màu hồng này là màu hồng gì nữa. Nó không có chóe, nó không có trầm, mà nó ngay ở chính giữa và rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ chơi lớn luôn nha. Sau khi đã có Silver Moon, đã có Hermosa, bây giờ chùm cuối ta sẽ sử dụng màu Valentine để chồng lên thêm một lớp nữa. Mọi người có thể thấy là Valentine vào thì nó làm cancel cái màu đỏ của hai tông trước, và bây giờ nó bật cái màu tông hồng lên, nhưng mà không phải là hồng chóe, hồng neon, mà là một cái tông hồng trầm, cũng rất là hay luôn. Trời ơi, chả lẽ mỗi ngày tôi đánh ba màu lên trên môi vậy trời. Đến đây video swatch thêm màu son Silver Moon cũng như là mix match thêm một số màu với nhau của mình đã hết rồi. Mình rất là hy vọng cái video này sẽ cho mọi người thấy rõ hơn là cái màu Silver Moon khi mà lên môi của mình sẽ như thế nào, cũng như là cho mọi người một số cái option và mix màu với nhau. Theo như mình thấy thì thực sự ba cái màu son trong bộ sưu tập này của Ophelia không có một cái màu nào mà mình có thể chê được cả. Và nhất là khi mà mix các em nói với nhau là ra một cái màu mà nó, mình không biết dùng từ gì diễn tả cả, chỉ biết là các em nó đưa mình đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, và mình hy vọng là mọi người cũng sẽ như thế. Đến đây thì video của mình đã hết rồi, mình rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi video đến đây, và mình sẽ hẹn gặp mọi người trong video lần sau nha. Bye bye. I'm in love with the shape of you, pull like a magnet too. Now my heart is falling too, I'm in love with your body.